với mong muốn Việt Nam có thể từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu lắp ráp pin sạc Li-ion. Tiến sĩ Lê Mỹ Loan Phụng và các cộng sự đã thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực pin sạc lắp ráp chế tạo và đánh giá tính năng của pin sạc Li-ion. Từ đó góp phần tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, có giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài chế tạo vật liệu và lắp ráp pin Li-ion dạng cúc áo, gặt hái được thành quả khi được Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu và đánh giá kết quả xuất sắc. Đây được coi là những viên pin Li-ion đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Li-ion, lithium-ion là loại pin được dùng phổ biến trong cuộc sống, trong đó hầu hết các loại máy móc thông minh như điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, các thiết bị ghi hình như máy quay phim, máy ảnh, flycam đều sử dụng loại pin này, kể cả các phương tiện vận tải như xe máy điện, xe đạp điện, các thiết bị làm vườn hay các phương tiện đa thông minh như robot cũng ứng dụng pin sạc Li-ion để hoạt động. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, bắt đầu từ năm 2010, thì nhóm nghiên cứu của tôi chủ yếu hướng đến là phát triển các cái vật liệu điện cực cũng như chất điện giải để đưa vào công nghệ pin Li-ion đáp ứng với lại mục tiêu và thị trường ở trong nước. Quá trình tiến hành lắp ráp pin Li-ion dạng cúc áo phải trải qua nhiều công đoạn, từ chế tạo điện cực bằng cách tạo keo điện cực, phủ màng, sấy và cắt phần điện cực, sau đó là công đoạn lắp ráp pin cúc áo và đánh giá tính năng của pin. Hiện tại nhóm nghiên cứu mong muốn phát triển pin sạc Li-ion dạng cúc áo thành pin to hơn, có kích thước lớn hơn để có thể dùng cho điện thoại di động, laptop.